Nào, bạn đa số hôm nay là ngày lễ Giáng sinh ở bên này, bạn đã cho vịt ăn này. Nào, con xả xả thế nào? Rồi, ôi nhiều vậy, cho nhiều vậy á. Vịt lại gần con đấy. Vịt lại gần con đây này. Ơ, trời đang mưa đấy. Ở bên này rất là nhiều vịt luôn, gần cái hồ này một con vịt rất là đẹp mắt đấy cả nhà ơi. Có cái màu rất là màu cổ, màu xanh ấy. Ô, mưa to rồi, ô, mưa to rồi. Mưa to rồi. Ôi, chuẩn bị mình đi về không mưa ướt người này. Con cầm vào tay các bạn, cầm vào tay con không? Đấy. Đấy, bạn lại vào tay con đấy. Bạn lại vào đấy. Đó, xem nào. Bạn vịt vào tay con lấy đấy. Thấy chưa, nhiều chưa? Hai cả hai nơi đều cho vịt ăn nên là vịt lại thích chưa? Bởi vì con phải tung nó ra, chứ con không tung nó ra các bạn con lại ăn. Đấy, không sao, các bạn ấy thích ăn, nó có hai nơi cho các bạn ăn. Nó cứ để con, các bạn lại ăn tiếp con. Không sao, các bạn lại ăn của con nữa. Ừ. Cho mẹ xem nào. Quay quay mẹ xem nào, mẹ xem đã mọt. Đã sổ rồi, đã sổ rồi, mẹ xem nào. Đã sổ, lướt, lướt, lướt. Đấy, đến mẹ xem nào. Thích không? Quá đây này, các bạn lại ăn rồi chưa, đông chưa? Một đàn vịt đang nhỏ xinh xinh đây. Thích không? Thích nhờ đúng không?